Dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì kênh chia sẻ cùng cô chú anh chị mình vườn của chị Loan ở Chợ Lách Bến Tre với cô chú anh chị ha. Giao lưu cùng cô chú anh chị mình một số cây cúc thọ hương, cúc không nhị, cúc tây thi, đế đẹp, đế quái luôn nha với cô chú anh chị. Hàng ghép về mùa, hàng chơi Tết 2023 cô chú anh chị nha. À, chỗ của chị Loan thì có một cây cúc thọ hương, cây lớn ấy cô chú anh chị. Cây lớn đế đẹp luôn nha, ghép già mùa luôn ạ. À. Hàng này mình chuẩn chơi Tết 2023 luôn nha quý cô chú anh chị. Cái chọc ghép khá là to luôn nha quý cô chú ha. À, tàn thì đều. Cô chú anh chị thích sưu tầm những cây thọ hương lớn như thế này thì mình liên hệ số điện thoại của chị Loan giúp em nha. Chọc ghép khá là to luôn ạ. À. Kìa, to lên 4 cây rồi kìa. Cây này có đế đẹp luôn quý cô chú anh chị nha. À, cái phần đế đã lên da me hết trơn luôn nha quý cô chú. Dạ em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã yêu thương ủng hộ kênh, ủng hộ cho vườn của chị Loan khá là nhiều ạ. À. Em chúc quý cô chú anh chị mình chọn được giống mai mới, chọn những cái mai thật là đẹp để mình cam lên đọt rồi chuẩn bị bán được rồi. Rồi bây giờ em xin mời cô chú anh chị mình vào xem clip giới thiệu mai hôm nay của chị Loan luôn ạ. À. Em xin chào bà chủ ơi. Rồi chào chị, em chào cô chú anh chị gần xa yêu thích mai vàng ha. Hôm nay em trở lại kênh giao lưu với cô chú anh chị một số giống mai ha. Để mình lấy bo làm giống với mình chơi Tết luôn ha cô chú anh chị. Dạ. Rồi cái này em lên cây cúc Phượng Vàng Thanh Tân ha. Có đang có nụ luôn nha cô chú anh chị nha. Dạ, đầu tiếp là một giống cúc Phượng Vàng Thanh Tân, giống cũng đang khá là hot ha cô chú anh chị. Bông là chuỗi nha quý cô chú anh chị ha. Cái này bo với già nó lên da lưng cô chú anh chị, giờ mình lấy bo được liền luôn ạ. À. Thấy mặt hoa luôn quý cô chú ha. Mình ghép được 3 bo luôn, 4 bo nha mấy cô chú anh chị. Đang ôm nút nụ nhiều lắm luôn nè. Cái về là mình thấy mặt không ha. Có cái chuỗi hay cô chú anh chị nha. Ở đây cũng có cái nụ nữa nè. Đang lên. Rồi em sẽ nâng số nha. Quần là 10. Chiều cao là 35. Tán ngang của cây là được 39. Cây Phượng Hoàng Thanh Tân ha, mã số là 1C. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 600, em bao phí ship luôn ạ. Dạ, 600 ngàn nha quý cô chú anh. Dạ, mã số tiếp theo hả cô chú anh chị? Mã 2C, là một cây cúc thọ hương. Một cây thọ hương nha quý cô chú, cây này tàn đều đế đẹp luôn cô chú anh chị nha. Dạ, mình ghép được 5 bo nha quý cô chú anh chị, bo lớn rồi hả? Hoành là 13. Dạ, 13. Chiều cao là 80. Dạ. Tán ngang nó được là 70. Cây cúc thọ hương ha, mã số là 2C. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,2 triệu, em bao phí ship luôn. Dạ 1,2 triệu nha mấy cô chú anh chị, cây đều tàn đế đẹp luôn mấy cô chú, hai nhà bo luôn ạ. Cái này bo lớn luôn rồi đó. Rồi. Dạ mã số 3 nha cô chú anh chị nha. 3C là một cây mai đại đóa. Dạ cây này thì thân lắm, tàn đều hết cô chú anh chị, đang đi cơ đọt khá là mạnh nha quý cô chú. Thân lắc ha, nhưng mà dáng nó trực lên ha cô chú anh chị. Đế thì cũng dễ thương ha. Hoành là 11. Chiều cao là 75. Tán ngang được 37. Cây đại đó ha, mã số 3C. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 900. Dạ, bao phí ship luôn. Rồi hàng này mình chơi Tết 2023 lắm em nha cô chú anh chị, cái bo nó già hết trơn luôn ạ. À. Rồi em đổi cây luôn ha. C. Dạ mã số 4C.
là một cây cúc thọ hương. Dạ, cây này thân nó lắc cũng có duyên lắm nha mấy cô chú anh chị. Hoành là 14. Dạ, 14 hoành. Chiều cao là 77. Tán ngang là 56. Cây thọ hương 4C ha. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.1 triệu. Dạ, 1.100.000 nha. Em bao phí ship luôn. Dạ rồi, em bỏ cây luôn nha. Rồi, mã số 5C nha mấy cô chú anh chị. 5C là cây cúc không nhị. Dạ, cái form lùng lực luôn quý cô chú anh chị nha. Tết Tết là ra phim 3 cơ đọt nữa là dữ lắm các bạn nha. Nhà mình nhặt được 2 bô lớn trà bá luôn các bạn. 2 bô lớn mà dày tàn hơn cô chú anh chị. Rồi em xin 56 luôn nha. Hoành là 20. Dạ. Cái nắp lá rất là dày nha cô chú anh chị. Chiều cao là 71. Tán ngang của cây là 58. Cây không nhị ha, hoàng huyết long không nhị. Mã số là 2C, 5C. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.3 triệu. Em bao phí ship luôn ạ. 1.300.000, mã số 5C. Dạ, mã số 6C. 6C thì cây này có cái co lắc nhìn cũng có duyên lắm nha mấy cô chú anh chị. Cái co này là nó dính lại nhau luôn với cô chú nha. Màu cây cúc thọ hương luôn. Dạ. Rồi em xin thông số luôn ạ. Hoành 12. Dạ. Chiều cao là 58. Tán ngang là 39. Cây thọ hương thế, mã số 6C. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 900. Em bao phí ship luôn ạ. Dạ. Cô chú anh chị mình liên hệ với số điện thoại của chị Lan giúp em ha mấy cô chú. Em có để trên phần mô tả cái phần tiêu đề. Quý cô chú anh chị mình để ý số điện thoại giúp em nha. Được. Dạ, mã số 7C. Hào cây cúc thọ hương. Cây này dáng hơi siêu siêu á cô chú anh chị, mà mo ghé thì khá là to luôn nha. Đế dài ra luôn nha cô chú anh chị nha. Này về mình vô trọng ngang vuông ha. Này em đôn tàn rồi, hiện tại đang ra lá non ha. Tết này là mình được 3 mùa nha. Bo lớn chọc ghép nó lớn lắm luôn ha. Hoành là 15. Chiều cao là 53. Tán ngang nó được là 40. Cây thọ hương ha. Mã số là 7C. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 900. Dạ, bao phí ship luôn. Em đỡ cây luôn nha. Dạ, mã số 8C. Một cặp mai giống. Cặp mai giống. Và một cặp thỏ hương. Dạ. Này vậy mình lấy bo làm giống nha cô chú anh chị. Này em ghép mai quấn rễ hết ha, toàn bộ là đế đẹp hết luôn nha. Cây này mình cao được 68. Cây bên đây mình cao được 54. Cặp thỏ hương ha, mã số là 8C. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 250, em bao phí ship luôn. Dạ, 250 một cặp cúc thọ hương nha quý cô chú anh chị. Rồi, 9C. Đây là cặp mai giống mã số 9C. Là một cặp thỏ hương luôn. Cặp này cũng đã già bo hết trơn rồi cô chú anh chị, mình lấy bo ghép được liền luôn cô chú ha. Cái nào cũng ghép mai quấn rễ hết nha cô chú anh chị. Này đế đẹp ở dưới nè ha. Đang có nụ luôn. Cho anh về mình có mặt bông yên tâm lấy giống ha. Cây này cao 58. Cây này mình cao được là 51. Cặp thọ hương ha, mã số 9C. Em giao lưu với cô chú anh chị mình cũng 250, em bao phí vận chuyển luôn. Dạ, mã số 10C nha với cô chú anh chị. Một cây cúc hoa hồng thanh tú. Cái này đế sẫm nơm luôn á cô chú nha.
duyên luôn ạ. Cây này mình ghép được 4 bo ha cô chú anh chị. Dạ rồi. Hoành là 16. Dạ, 16 à. Chiều cao là 66. Tán ngang của cây là 65. Cây cúc hoa hồng Thanh Tú ha, mã số là 10C. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,1 triệu, em bao phí vận chuyển luôn ạ. Dạ. Dạ, tiếp theo là mã số 11C. Mã số 11C. Màu cây cúc Thọ Hương. Dạ, cây này thân lắc nhìn có duyên lắm nha mấy cô chú. Thân lắc. Uống lượng như là cái dòng cung luôn ha. Cái bo ghép thì đã lơ già mùa luôn với cô chú anh chị nha. Nó muốn liền cái chột luôn ạ. Này Tết này nữa là được 2 mùa. Dạ rồi. Hoành là 10. Chiều cao là 41. Tán ngang là 53. Cây Thọ Hương ha, mã số là 11C. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 800, em bao phí sự vận chuyển luôn. Dạ 800 ngàn nha quý cô chú anh chị nha. Một cây Thọ Hương thân lắc đế nôm luôn ạ. 12C là một cây cúc Tây Thi. Dạ, cúc Tây Thi nha quý cô chú anh chị. Mặt bông thì ở lúc trước em có quay nhiều video mặt bông ha. Bông khá là to, mặt bông lấy sưu tầm luôn nha quý cô chú anh chị. Về cô chú anh chị mình lấy bo làm giống đẹp. Dạ. Là ngồi im luôn nha cô chú anh chị nha. Dạ, em xin lên số luôn nha. Cái này về khoảng tháng nữa là mình lấy bo được rồi đó. Hoành là 12,5. Dạ. Chiều cao là 82. Tán ngang là được 65. Cây cúc Tây Thi mã số 12C ha. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,1 triệu, em bao phí ship luôn. Dạ 1,1 triệu. Cây đế đẹp già mồ luôn ha cô chú ha. 13C. 13C nha cô chú anh chị, một cây mai tàn luôn nha. Dáng trực tàn thông. Dạ cúc Thọ Hương. Cái này đế nó cũng có rễ rễ nhiều lắm nha cô chú anh chị nha. Mà em trồng hơi sâu ha, em có đưa rễ lên ha. Nè. Dạ đế cũ nở. Cô chú anh chị mình về chơi đế thì mình đưa lên chút ha. Tại em trồng vô chậu em nuôi lâu á nên em trồng phải hơi sâu làm cho nó vững cây mình ha. Dạ, hoành là 14. Dạ. Chiều cao là 1m04. Tán ngang nó được là 75. Dạ cái chột ghép khá là già luôn rồi quý cô chú chị nha. Thọ Hương nha, mã số là 14. 13C. 13C em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,9 triệu, em bao phí. Dạ. Ship luôn ạ. 1,9 triệu. Rồi em đổi cây luôn nha. Dạ là một cây cúc Thọ Hương. Dạ. Mã số 14C. Một cây cúc Thọ Hương ghép với phong mai tàn mã số 14C nha quý cô chú anh chị. Một cây dáng trực đều tàn hết trơn quý cô chú ha. À. Cái chột ghép cũng khá là to luôn nha quý cô chú. À đế nở luôn ạ. À. À, em xin đông sớm nha bà chủ. Nắng quá nắng. Hoành là 19. Dạ. Chiều cao là 87. Tán ngang của cây là 57. Cây Thọ Hương mã số 14C. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,8 triệu, em bao phí vận chuyển luôn. Dạ 1,8 triệu. Em hỏi cây luôn nha. Dạ mã số 15C nha với cô chú anh chị. Dạ. Màu cây cúc Thọ Hương liều tàn hết nha cô chú anh chị nha. Dạ. Gấp 2 bo mà lớn rồi ha. Nên về cô chú anh chị mình cắt bo cũng gần được hơn tháng nữa ha. Tại vì đang ra lá non. Dạ. Dạ em xin thông số. Không có chia tiền. Hoành là 14. Dạ. Chiều cao là 77. Tán ngang là 54. Cây Thọ Hương ha, mã số là 15C. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu, em bao phí ship luôn. Dạ 1 triệu chẳng luôn với cô chú anh chị nha. Một cây Thọ Hương ghép già mồ luôn hả. Dạ mã số 16C. Một cây dáng trực luôn nha với cô chú anh chị, tàn thông luôn nha. Một cây Thọ Hương dáng trực tàn thông.
đều đẹp luôn. Dạ, cái này tàn đều hết trơn nha mấy cô chú anh chị. Quý chị là Tết mà nó ra thêm ba cơ đọt nữa, là cái tay này tàn dữ lắm. Mặt cắt mà nó xù xù lên này, nó cầm kéo này cô chú anh chị ha. Dạ. Mặt cắt thì kéo mạnh luôn mấy cô chú anh chị ha. Ủ nở nha. Rồi, em xin thông số nha. Hoành là 24. Dạ. Từ hoành đâu ở dưới. Chiều cao là 1m15. Tán ngang nó được là 65. Cây thọ hương ha, mã số là 16C. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 3 triệu, em bao phí vận chuyển luôn ạ. 3 triệu chẳng luôn nha mấy cô chú anh chị ha. Cây đế nở tàn đều luôn nha mấy cô chú. Rồi em đổi cây luôn ạ. Dạ tiếp. Trời ơi. Số 17. Dạ 17C luôn nha mấy cô chú nha. 17C là một cây cúc thọ hương luôn. Dạ. Một cây thọ hương dáng trực đều tàn luôn nha cô chú anh chị. Rồi cây này mình ghép khoảng trên 10 bo luôn nha mấy cô chú ha. Cây này thích hợp mình để phòng khách nha cô chú anh chị. Này cây này cũng là đế nở luôn nha. Thọ quá trời. Bo nhiều mà cỏ cũng nhiều luôn. Rồi em xin thông số này. Này mua cây tặng cỏ. Hoành là 19. Dạ, rồi. Chiều cao là 1m01. Tán ngang của cây là được 64. Cây thọ hương hen, mã số là 17C. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 2,2 triệu. Dạ, 2,2 triệu đồng nha. Bao phí ship luôn. Cô chú anh chị mình đăng ký cây này liên hệ với số điện thoại của chị Loan có trên phần mô tả với phần tiêu đề giúp em với cô chú anh chị. Nào cây cúc thọ hương. Dạ mã số 18C luôn nha quý cô chú. Cây này dán trực ghép già mùa luôn nha quý cô chú ha. Bo này về mình lấy bo được rồi cho cô chú anh chị nha. Dạ. À, về đang có nút tàn, nụ nhiều luôn ha. Giữ lại chơi Tết 2023 là bông rực rỡ luôn nha quý cô chú anh chị. Cây này cũng có đế nở luôn ạ. Đế nở luôn nè, em trồng hơi sâu. Rồi em xin thông số nha. Hoành là 15. Dạ. Chiều cao là 1m15. Tán ngang của cây là được 62. Cây thọ hương nghe mã số là 18C. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 2,2 triệu luôn. Dạ cây này kính tàn luôn rồi với cô chú anh chị ha. Em bao phí vận chuyển luôn nha cô chú anh chị nha. Dạ rồi thọ hương ghép không hay tàn ạ? Dạ 19C nha mấy cô chú anh chị nha. Cũng là một cây mai tàn ha cô chú anh chị. Ghép cúc thọ hương. Cây một gốc tàn thông nha mấy cô chú ha. 19C. Dạ cây này ghép khá là nhiều bo nha cô chú anh chị. Mười mấy 20 bo luôn ạ. À. Hoành là 17. Dạ. Chiều cao là 1m01. Tán ngang là 63. Cây thọ hương ha, mã số là 19C. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 2 triệu. Dạ rồi, 2 triệu. Bao phí ship luôn. Cô, 20C. Dạ, 20C nha cô chú anh chị. Là một cây cúc thọ hương. Dán trực tàn dù đẹp luôn nha cô chú anh chị nha. Cái này cái tàn tròn do luôn á cô chú, ghép già mùa luôn ạ. Cái chọt ghép là bự hơn ngón tay cái luôn á. Có nguyên một chùm bông, bông thọ hương bông chùm nha cô chú anh chị nha. Dạ. Ghép già mùa hay cô chú, cái chọt nè, thọ hương bông rất là dai ha, có trái luôn mà chưa có cánh luôn nè. Cái này mà chơi Tết thì bông dữ lắm, bông luôn nha mấy cô chú anh chị. Hoành là 21. Dạ 21 ạ. À. Chiều cao là 1m2. Tán ngang của cây là mình được 97. Cây thọ hương ha, mã số là 20C.
Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 4 triệu, em bao phí ship luôn ạ. Dạ, 4 triệu chẳng một cây thọ hương, siêu già mùa luôn nha mấy cô chú anh chị. Này già mùa chọc ghép bự hơn ngón tay em luôn nha. Dạ, cô chú anh chị nha. Cái này cô chú anh chị mình hai cái chỗ đẹp đẹp xíu để phòng khách chơi là ok luôn nha. Dạ rồi, em đổi sau nha. Dạ, mã số 21C nha cô chú anh chị. Cây này thì thân nó lắc nhìn rất là khéo cây nha cô chú nha. Thân lắc vàng đều luôn nha cô chú anh chị nha. Cây này cũng rất là dễ thương luôn ha. Dạ, mình ghép được 6 bo nha cô chú anh chị. À, có đế cũ luôn nha. Dạ, em xin thông số luôn ạ. Hoành là 16. Dạ. Chiều cao là 70. Tán ngang là 69. Cây thọ hương hang mã số là 21C. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,2 triệu. Dạ, em bao phí ship luôn. 200 ngàn. Này Tết là mình có bông chơi nha cô chú anh chị nha. Rồi, em đỡ cây luôn nha. Một cây cúc thọ hương luôn. Dạ, một cây thọ hương. Cái này cũng đều tàn luôn. Cái đế thì nó lắc qua một bên nhìn thấy cân lắm cô chú anh chị nha. À, rồi em xin thông số luôn ạ. Hoành là 11. Dạ. Chiều cao là 85. Tán ngang là được 69. Cái chọc ghép nó muốn liền luôn rồi nha cô chú. Cây thọ hương ngang mã số là 22C. Em giao lưu với cô chú anh chị mình 1,2 triệu cây. Em bao phí ship luôn. 1,2 triệu thôi nha. Dạ, em đổi cây luôn nha. Dạ, 23C. Là một cây để bàn nha cô chú anh chị mình nha. Là một cây cúc mai quý phi. Dạ. Ghép được một bo. Chỗ bo ghép nó nu nằm ra nhìn cũng quái quái đấy. Có cục nu ra. Mà có đế nữa. Hoành là 8. Dạ. Chiều cao là 49. Tán ngang của cây là 41. Cây cúc quý phi ha, mã số là 23C. Em giao lưu cô chú anh chị mình là 500, em bao phí ship luôn ạ. Dạ rồi, 500 ngàn đó cô chú anh chị. Dạ, 24C. Đầu cây cúc thọ hương. Cây này đế cũ dáng hơi siêu siêu nha mấy cô chú anh chị. Mình ghép khoảng 10 bo hết cơ chú nha. Tàn thì đều kính tàn luôn ạ. À, nguyên một bè đặt luôn nha cơ chú ha. Rồi em đã cây rồi. Em thương số luôn ạ. Hoành là 12. Đo hoành đế. Này có củ đế đẹp lắm nha cô chú anh chị nha. Hoành đế là được là 39. Chiều cao của cây là được 80. Tán ngang của cây là 52. Cây thọ hương ha, mã số là 24C. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,1 triệu, em bao phí ship luôn. Dạ, 1,1 triệu với cô chú anh chị ha. Em đổi cây luôn ạ. 25C. Dạ, 25C. Cây này phong mai tàn ha với cô chú anh chị. Là một cây cúc thọ hương. Dạ, một cây thọ hương. Cây này ghép bo già, bo cái mắt ghép nó liền cái chọc luôn á mấy cô chú anh chị. Đế khá là đều luôn. Tàn thông đều đẹp luôn á. Tết này nữa là mình được 2 mùa. Rồi, em xin lên số luôn ạ. Hoành là 11. Chiều cao là 66. Tán ngang của cây là 56. Cây thọ hương ngang mã số 25C. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 800, em bao phí ship luôn. 800 ngàn nha cô chú ha. Rồi, cũng là cây cuối clip của em luôn. À, cuối clip em chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã yêu thương ủng hộ vườn, ủng hộ kênh ha. Em rất mong cô chú anh chị gần xa yêu thương ủng hộ vườn ạ. Em chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại. Dạ. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Em xin chào, hẹn gặp lại.
cô chú anh chị ở những clip chia sẻ tiếp theo nha.